Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019. Hoàng Long kính chào quý vị. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người thường xuyên chỉ trích Trung Quốc, qua đời. Kiều hối gửi về Việt Nam đạt 16,7 tỷ đô la trong năm 2019. Nguyễn Phú Trọng, khá bảnh là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam năm 2019. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và sau này trở thành người chỉ trích Bắc Kinh mạnh mẽ, qua đời ngày 26 tháng 12 ở Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi. Ông sinh năm 1916 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1937, được thăng quân hàm thiếu tướng vào năm 1959. Ông từng giữ chức Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa trước khi bước vào ngành ngoại giao. Trong vai trò đại diện ngoại giao của Việt Nam ở Trung Quốc, từ năm 1974 đến năm 1987, ông là một chứng nhân lịch sử của cuộc chiến tranh biên giới khi Trung Quốc tấn công các tỉnh biên giới Việt Nam vào tháng 2 năm 1979. Ông là một trong những cựu lãnh đạo quân sự chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ nhất vì điều mà ông xem là tham vọng bá quyền của nước này. Tháng 10 năm 2019, ông Vĩnh công bố một thư ngỏ viết tay trực tiếp chỉ trích Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về cách xử lý trước các hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, nhất là tại Bãi Tư Chính. Hồi tháng 5 năm 2019, ông lên tiếng chỉ trích dự án đường cao tốc Bắc Nam và cảnh báo về hiểm họa Trung Quốc đối với an ninh quốc gia nếu Hà Nội tiếp tục lệ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc. Gần đây, khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và nhiều tàu hộ tống vào Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ông Vĩnh kêu gọi Hà Nội nên kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Các thư ngỏ của ông nêu lên quan tâm về tình hình đất nước, không nhận được hồi đáp của giới lãnh đạo Việt Nam, nhưng được sự ủng hộ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Lượng kiều hối do người Việt Nam ở hải ngoại gửi về trong năm 2019 ước tính lên tới 16,7 tỷ đô la, một quan chức Việt Nam trích dẫn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cho hay. Ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, loan báo số liệu vừa kể tại một cuộc họp báo vào ngày 26 tháng 12 ở Hà Nội. Dựa trên số liệu này, Việt Nam nằm trong 10 quốc gia nhận được nhiều kiều hối nhất trên thế giới trong 3 năm liên tiếp, với thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút lượng kiều hối lớn nhất nước, ước lượng vào khoảng 5,6 tỷ đô la trong năm 2019. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, hiện có 4,5 triệu kiều dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Họ cư ngụ trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, 80% sinh sống tại các nước phát triển. Người Việt ở hải ngoại chủ yếu từ Mỹ, Canada, Úc, Nga, Pháp, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Sĩ đã đầu tư tổng cộng 4 tỷ đô la vào khoảng 3.000 doanh nghiệp Việt Nam, theo báo Nhân dân. Đa số các doanh nghiệp này là trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xây dựng, địa ốc, nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản và công nghệ phần mềm. Bên cạnh những dự án đầu tư của người Việt hải ngoại, kiều hối gửi về là một nguồn lực quan trọng để đẩy mạnh đà phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong cuộc họp báo, ông Lương Thanh Nghị cho biết là trong năm 2020, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm kêu gọi kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa. Năm 2017, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt 13,81 tỷ đô la. Sang năm 2018, lượng kiều hối lên tới gần 16 tỷ đô la. Nguyên thủ Việt Nam 75 tuổi và một thanh niên 26 tuổi được báo chí trong nước nói là giang hồ mạng, cùng lọt vào danh sách các nhân vật được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2019 của Google. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Trọng đứng đầu danh sách này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu danh sách 5 người được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam, trong khi Khá Bảnh, một YouTuber từng có gần 2 triệu người theo dõi, đứng ở vị trí thứ hai sau cố thi sĩ Xuân Quỳnh, người được Google vinh danh hồi tháng 10 bằng việc đưa hình ảnh chân dung của bà lên trang chủ. Theo các nội dung tìm kiếm thịnh hành trong năm 2019 được Google thống kê, người Việt tìm thông tin về ông Trọng nhiều nhất là giữa tháng 4, khi mạng xã hội tràn ngập các tin tức chưa được kiểm chứng về tình hình sức khỏe của ông sau chuyến thăm tỉnh Kiên Giang. Các cụm từ tìm kiếm liên quan được sử dụng nhiều gồm tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhập viện, bệnh viện Chợ Rẫy, hôn mê hay tai biến mạch máu não.
Sau đó, Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng về sức khỏe của ông khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói ông ngã bệnh do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi. Ông Trọng lần đầu tiên xuất hiện trở lại trước truyền thông nhà nước vào giữa tháng 5 khi ông chủ trì một cuộc họp có sự tham dự của các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam. Những hình ảnh mới nhất về ông Trọng được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 26 tháng 12 cho thấy ông chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Tây Nguyên đang bước vào mùa khô, đỉnh điểm của hạn hán thường sẽ là sau mùa Tết cổ truyền. Hiện tại nhiều ruộng lúa vẫn còn nước lấp xấp, nông dân Tây Nguyên phần lớn là trồng giống lúa dài ngày để giảm thiểu được việc hạn hán gây thiệt hại. Tuy nhiên đồng ruộng nơi đây đang chịu sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu và các loại hóa chất diệt cỏ quá nhiều, ông Iret, một đồng bào dân tộc Ê Đê nhận xét. Nhiều chứ, dùng đó mới được chứ, nên mà không dùng thuốc sâu đó là chịu. Đi sâu bình thì do ảnh hưởng bình sâu bình ruộng đó. Ông Iret nói rằng ruộng nào cũng phải dùng nhiều thuốc trừ sâu nếu như muốn có được vụ lúa tốt. Bên cạnh thuốc trừ sâu bệnh thì người dân Ê Đê còn dùng hóa chất diệt cỏ, bà Hờ Bay Du nói. Nó ăn lúa, con sâu nó ăn lúa. Thuốc trừ sâu nè, thuốc cỏ nè. Đồng bào dân tộc Ê Đê khi phun xịt các loại thuốc trừ sâu, hóa chất diệt cỏ dại trên đồng lúa nương rẫy thường không lưu tâm đầy đủ đến các biện pháp an toàn khi phun xịt, bao bì thuốc trừ sâu vứt cả bên bờ nước đồng lúa, nên như lời ông Iret, nhiều người đã bị thuốc ảnh hưởng đến mức phải nằm bệnh viện. Bởi vì do mình là phun thuốc sâu cũng ảnh hưởng, mấy người là bị nằm bệnh viện chứ. Bệnh ảnh hưởng do nguyên nhân là vì sức khỏe của nó bị phun thuốc cái đó gây ra chuyện đó. Bao bì thuốc trừ sâu được người dân tiện tay vứt cả trên mặt đồng ruộng và cả việc gom dồn số bao bì các loại thuốc trừ sâu đã sử dụng cùng những túi hóa chất diệt cỏ rồi quăng vào bờ cỏ bụi cây nào đó. Đây chính là một nguy cơ của khả năng gây ô nhiễm cho cả vật nuôi như trâu bò được thả rông trên những cánh đồng ở Tây Nguyên sau mùa thu hoạch. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ Hoa Kỳ, đưa các điều khoản can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc trong đạo luật ủy quyền quốc phòng 2020, theo lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Tiền lên tiếng hôm 26 tháng 12. Đạo luật quốc phòng 738 tỷ đô la được ký thành luật ngày 20 tháng 12, bao gồm các điều khoản hỗ trợ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan thông qua trao đổi quân sự và bán vũ khí, và yêu cầu soạn thảo thường xuyên báo cáo chuyên sâu về tình trạng của người Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương. Ông Ngô phát biểu trong một cuộc họp báo rằng đạo luật này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, cũng như ba thông cáo chung giữa Trung Quốc và Mỹ và gây tổn hại nặng nề cho quan hệ hai quốc gia. Ông Ngô nói, các nội dung liên quan đến Trung Quốc trong đạo luật chứa đầy tâm lý chiến tranh lạnh đã thúc đẩy cạnh tranh Trung-Mỹ và thổi phồng cái gọi là mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết đi theo con đường phát triển hòa bình và tuân theo chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, theo lời ông Ngô. Ông Ngô khẳng định Trung Quốc vẫn xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp cho sự phát triển toàn cầu và bảo vệ trật tự quốc tế. Hàng trăm người biểu tình ngày 26 tháng 12 tuần hành qua các trung tâm mua sắm lễ hội Hồng Kông được trang hoàng lộng lẫy, nhằm làm ngưng trệ hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Tài chính Châu Á trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ Giáng sinh, trong khi cảnh sát chống bạo động được triển khai để dập tắt bạo loạn. Các cuộc biểu tình mua sắm nhắm vào các trung tâm thương mại trên khắp Hồng Kông kể từ đêm Giáng sinh có lúc đã trở nên bạo lực với việc cảnh sát bắn hơi cay để giải tán người biểu tình. Cảnh sát bắt giữ một số người ở một trung tâm thương mại ở thị trấn nông thôn Đại Bộ, nằm xa về phía bắc khu trung tâm tài chính. Ở khu Vượng Giác, một số nhà hàng và cửa hàng đóng cửa trong các trung tâm thương mại khi người biểu tình tuần hành qua.
Giới hữu trách Philippines hôm 26 tháng 12 cho biết, một cơn bão ập vào miền Trung nước này vào ngày Giáng sinh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Bão Phanphon có sức gió mạnh duy trì 120 km/h và gây mưa lớn trong 2 ngày khi di chuyển qua Philippines. Hàng ngàn người sơ tán, trong đó có nhiều người chuyển sang nơi trú ẩn, được cải biến từ trường học, phòng thể dục và các công sở nhà nước. Hơn 20.000 người mắc kẹt ở các cảng hôm 25 tháng 12 với các chuyến phà ngừng hoạt động và nhiều chuyến bay nội địa bị hủy. Các cơn bão nhiệt đới thường xuyên đổ bộ vào Philippines, nhưng mùa mưa bão thường giảm dần vào tháng 12. Một trong những cơn bão tồi tệ nhất ở đất nước này, bão Haiyan, đã giết chết hơn 6.000 người vào tháng 11 năm 2013. Cơn bão mạnh nhất năm 2018 tại đất nước này đã làm 81 người thiệt mạng ở vùng núi Gập Ghềnh ở phía bắc Manila vào tháng 9. Cơn bão đó được gọi là Mangkhut, cũng đặt ra câu hỏi về mức độ xây dựng nhà ở những vùng dễ bị bão. Hàng chục người Chile bị mất nhà vào dịp Giáng sinh sau khi một đám cháy quét qua khu phố nghèo ở thành phố Valparaiso phá hủy hơn 150 ngôi nhà. Không có tin tức về trường hợp tử vong, nhưng theo lời nhân chứng, hầu hết cư dân mất tất cả tài sản, kể cả vật nuôi, khi họ phải tháo chạy giữa đêm Giáng sinh. Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy bùng phát từ nhiệt độ mùa hè ở Nam Bán Cầu và gió mạnh thổi ngọn lửa từ một khu rừng rồi lan tới thành phố. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân có thể là do phóng hỏa. Thành phố Valparaiso được biết đến với những ngôi nhà khung gỗ đầy màu sắc, rất được du khách ưa chuộng. Hàng trăm người tham gia các sự kiện bơi lội ở sông Vatava ở Prague hôm 26 tháng 12 trong một sự kiện sau Giáng sinh hàng năm ở thủ đô của Cộng hòa Séc. Vận động viên bơi đường dài Lenka Strbova giành chiến thắng trong cuộc đua 750m với thời gian 9 phút 12 giây. Các cuộc đua 300 và 100m cũng được tổ chức. Mặc dù không đóng băng, nhưng nhiệt độ trong nước là 5 độ C. Theo các nhà tổ chức, 430 người đã tham gia sự kiện này, cao kỷ lục, với các vận động viên đến từ Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Bỉ, Anh, Nga và Kazakhstan. Sự kiện được tổ chức để tưởng nhớ Alfred Nikodem, một doanh nhân và thợ kim hoàn ở Prague, người đã phổ biến bơi lội mùa đông ở đây vào những năm 1920 và 1930. Từ rừng Amazon ở Brazil cho tới Nhà Trắng ở Mỹ, VOA điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2019. Mời quý vị theo dõi. Từ rừng Amazon ở Brazil cho tới Nhà Trắng ở Mỹ, VOA điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2019. Greta Thunberg và phong trào biểu tình vì khí hậu. Nhà hoạt động 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg khiển trách lãnh đạo thế giới chưa đủ nỗ lực trước tình trạng biến đổi khí hậu. Mấy người dám cả gan, cô xúc động phát biểu tại một hội nghị Liên Hiệp Quốc vào tháng 9. Mấy người đã đánh cắp ước mơ và tuổi thơ của tôi bằng những lời sáo rỗng. Trong khi đó, một phong trào do cô gợi cảm hứng đã khiến thanh thiếu niên khắp nơi trên thế giới bại khóa, xuống đường kêu gọi các chính phủ hành động chống lại biến đổi khí hậu. Greta Thunberg được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm 2019. Cháy rừng Amazon ở Brazil. Rừng mưa nhiệt đới Amazon, lá phổi xanh của trái đất, hứng chịu hơn 70.000 đám cháy ở Brazil kể từ đầu năm 2019, theo dữ liệu được các nhà khoa học công bố vào tháng 8. Một số đám cháy gây ra bởi nông dân và người đốn gỗ muốn sử dụng đất rừng cho mục đích nông nghiệp và công nghiệp. Nhưng nhiệt độ nóng và điều kiện khô hạn khiến lửa lan nhanh chóng. Các vụ cháy rừng Amazon thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế từ tháng 8 và lửa vẫn lan rộng sang tới tháng 10. Xả súng ở New Zealand. 50 người bị bắn chết trong các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở New Zealand vào ngày 15 tháng 3 trong vụ xả súng đẫm máu nhất ở đất nước yên bình này. Hung thủ loan báo ý định của mình trong một tuyên ngôn kỳ thị chủng tộc dài 74 trang đăng trên mạng trước khi xả súng. Thủ tướng Jacinda Ardern gọi đó là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand. Chưa đầy một tháng sau vụ tấn công, New Zealand ban hành lệnh cấm súng trường bán tự động và súng trường tấn công. Brexit khiến Thủ tướng Anh mất chức. Thủ tướng Anh Theresa May từ chức vào tháng 6 sau 3 lần thất bại trong việc thuyết phục nghị viện chấp thuận thỏa thuận Brexit của bà đưa Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Boris Johnson, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, lên kế nhiệm. Với chiến thắng áp đảo của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 12, ông Johnson được củng cố quyền lực để tiến tới chấm dứt 3 năm tê liệt chính trị
và đưa nước Anh ra khỏi EU trước ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tai nạn và tai tiếng của Boeing 737 MAX. Máy bay 737 MAX của hãng Boeing chịu nhiều tai tiếng trong năm 2019 khi hai vụ rơi máy bay này xảy ra cách nhau trong vòng 5 tháng, giết chết 346 người. Hai vụ tai nạn, một ở Indonesia vào tháng 10 năm 2018 và một ở Ethiopia vào tháng 3 năm 2019, khơi lên những nghi vấn về thiết kế và các tính năng của mẫu máy bay được quảng bá là thế hệ máy bay kế tiếp cho du hành thương mại. Các bản tin trên truyền thông Mỹ cho biết có nhiều vấn đề được phát hiện trong việc chế tạo và chứng nhận mẫu máy bay này. Các máy bay 737 MAX đã bị cấm bay kể từ tháng 3, và Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ nói sẽ không chấp thuận cho máy bay này quay trở lại hoạt động trước tháng 1 năm 2020. Cháy nhà thờ Đức Bà Paris ở Pháp. Vào tháng 4, thế giới kinh hoàng chứng kiến chóp tháp mang tính biểu tượng của nhà thờ Đức Bà 850 tuổi ở Paris bị thiêu rụi. Ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm phần mái của nhà thờ khiến chóp tháp sụp đổ trước khi lan vào hệ thống khung gỗ. Nhà thờ vẫn đứng nhưng cấu trúc bị suy yếu nặng. Công tác gia cố và tu sửa vẫn đang được tiến hành và Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra thời hạn là 5 năm. Lần đầu tiên trong hơn 2 thế kỷ, nhà thờ Đức Bà Paris không cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh năm nay. Thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo bị Mỹ hạ sát. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 10 loan báo Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh ẩn dật của tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS, đã chết trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ ở miền Bắc Syria. Dưới quyền của Baghdadi, ISIS chuyển hóa từ những phần tử nổi dậy lẻ tẻ thành một mạng lưới khủng bố toàn cầu, thu hút hàng ngàn chiến binh đến Iraq và Syria. Vào lúc đỉnh điểm, Baghdadi cai trị một lãnh thổ rộng bằng cả lãnh thổ Vương quốc Anh, từ đó dàn dựng những vụ tấn công ở các nước trên khắp thế giới. Biểu tình đòi lật đổ tổng thống ở Venezuela. Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido viện dẫn hiến pháp và tự xưng là tổng thống lâm thời sau khi tuyên bố tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử thông qua một cuộc bầu cử giả hiệu. Ông Guaido nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế và người biểu tình ồ ạt đổ ra đường đòi tổng thống theo chủ nghĩa xã hội phải từ chức. Nhưng ông Maduro vẫn giữ được sự trung thành của quân đội và vẫn bám chức, bất chấp áp lực chính trị to lớn. Kể từ đó, phe đối lập Venezuela không đạt được tiến bộ nào đáng kể trong việc lật đổ chính quyền Maduro và các cuộc biểu tình cũng đã vơi bớt. Biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Các cuộc biểu tình bắt đầu tại Hồng Kông vào tháng 6 phản đối một dự luật dẫn độ được đề xuất mà có thể đưa cư dân Hồng Kông sang xét xử ở Trung Quốc đại lục. Ngay cả sau khi dự luật được rút vào tháng 9, tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn, đôi khi trở thành bạo động khi những người biểu tình đòi mở rộng dân chủ như bầu cử công bằng và tự do. Họ giận dữ về điều mà họ xem là sự can thiệp của Trung Quốc vào những việc nội bộ ở Hồng Kông, lãnh thổ được Anh trao trả lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Đến tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật nhằm bảo vệ nhân quyền và ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, gửi đi một thông điệp cứng rắn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Donald Trump bị Hạ viện Mỹ luận tội. Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thứ 3 trong lịch sử bị Hạ viện luận tội, lạm dụng quyền hành và cản trở quốc hội trong những hành động của ông liên quan tới Ukraine. Phe Dân Chủ cáo buộc ông lạm dụng quyền hành của mình bằng cách yêu cầu Ukraine điều tra về Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ và là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump cũng bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của quốc hội về vấn đề này. Cuộc biểu quyết ở Hạ viện mở đường cho một phiên xét xử tại Thượng viện, vốn được kiểm soát bởi những nghị sĩ đảng Cộng hòa đồng minh của ông Trump, để xem có nên kết tội ông và truất quyền tổng thống của ông hay không. Chưa có tổng thống nào từng bị truất quyền vì quy trình luận tội vốn được quy định trong hiến pháp, và các thượng nghị sĩ Cộng hòa giờ đây có phần chắc sẽ không làm điều đó. Các gia đình người Mỹ mỗi năm nhận nuôi hàng chục ngàn trẻ em từ trong và ngoài nước, cần một quá trình hòa nhập mỗi khi đưa một đứa trẻ về với gia đình. Quá trình này càng trở nên phức tạp nếu đó là một đứa trẻ không cùng màu da. Phóng viên của VOA lắng nghe câu chuyện của những cậu bé da đen được những gia đình da trắng nhận nuôi. Chad Goller Sojourner càng lớn càng không thích màu da của mình. Bất chấp tình cảm mà bố mẹ nuôi người da trắng dành cho anh, Chad cảm thấy bị cô lập trong thành phố Tacoma, một thành phố cảng nằm về phía tây bắc bang Washington, vốn có phần đông dân số là người da trắng. Tuy nhiên, anh đã dùng chính cảm giác bị cô lập đó như một công cụ để xây dựng một định dạng sắc tộc lành mạnh.
trong cả việc hỗ trợ những gia đình nhận con nuôi khác màu da và cả trong những tác phẩm trình diễn nghệ thuật của mình. Sau đây là tường trình chi tiết. Năm 13 tuổi, Jack Goller Sojourner được một gia đình đến từ thành phố Tacoma, bang Washington nhận nuôi. Bố mẹ nuôi của anh là người da trắng, còn anh trai và chị gái thì không. Anh cảm thấy có một khoảng cách lớn giữa anh và cha mẹ nuôi của mình và cảm nhận được những ánh mắt đánh giá từ người khác. Tôi từng là một thằng nhóc da đen không muốn chấp nhận màu da của mình. Nhìn từ góc độ định danh thì tôi muốn mình giống những người xung quanh. Với những đứa trẻ khác màu da với cha mẹ nuôi, chúng trước hết định danh mình dựa vào những người xung quanh. Tôi sợ những người da đen, và bởi tôi không thích phải sợ hãi nên tôi làm mọi cách để tránh mặt họ mọi lúc có thể. Phần trình diễn của Chas nói rõ rằng anh không cảm thấy thoải mái trong một không gian chỉ có người da đen hoặc chỉ có người da trắng. Giờ đây khi đã 46 tuổi, anh chuyển nỗi ám ảnh đó thành một màn biểu diễn nghệ thuật. Hồi tôi ngấp nghé tuổi 25 trước khi tôi có thể nghe nhạc rap và chẳng cảm thấy được điều gì tồi tệ đang chuẩn bị diễn ra. Sau nhiều năm vật lộn với những vấn đề về định danh và mặc cảm, Chas đã quyết định trở thành một người tư vấn cho các gia đình nhận nuôi con khác màu da. Tôi tin chắc rằng với tư cách là những bậc cha mẹ có con nuôi khác màu da, họ có trách nhiệm chuẩn bị cho con của mình không chỉ hành trang và thế giới mà chúng đang sống, mà quan trọng hơn là thế giới mà chúng sẽ sống khi trưởng thành. April và Andrew Rouse đã nhận nuôi hai bé da màu, Ophelia và Ryan, trước khi có bầu Henrik. Mẹ nghĩ rằng bà mẹ đã sẵn sàng để nhận nuôi các bé khác màu da. Nhưng mẹ vẫn còn nhớ điều đầu tiên đã thực sự làm bà mẹ thay đổi suy nghĩ, đó chính là Trayvon Martin. Mẹ vẫn còn nhớ bức ảnh của cậu bé mặc áo có mũ trùm đầu đó. Trông cậu bé đó giống hệt con. Và như kiểu, bà mẹ hay đưa bọn con đi dạo ở Seattle. Bức ảnh đó làm mẹ thay đổi suy nghĩ, các con hoàn toàn có thể rơi vào tình huống đó. Cậu bé Trayvon Martin, 17 tuổi, bị bắn chết vào một buổi tối năm 2012 khi đang đi bộ về nhà cha tại một khu vực miền Trung Florida. Thủ phạm là đội trưởng đội dân vệ của khu phố bị truy tố tội giết người cấp độ 2 nhưng được trắng án. Cái chết của Trayvon đã làm dấy lên những cuộc tuần hành phản đối đòi công lý. Cháu có lo sợ cho anh của mình không? Có. Cháu không muốn anh bị đau chỉ vì ngoại hình của anh ấy. Anh ấy là anh của cháu. Chad cũng muốn biết nhiều hơn về cha mẹ ruột của mình. Một vài năm trước đây, anh cuối cùng cũng đã tìm ra được chị của mẹ ruột. Bà gửi anh rất nhiều ảnh của mẹ ruột mình. Mẹ anh là Yoladia Maria Hurst, một diễn viên qua đời năm 2011. Đó là một cảm giác thú vị khi lần đầu tiên ở tuổi 44 bạn nhìn thấy ai đó trông giống mình. Mà rồi tôi cũng lại theo cái nghiệp của mẹ, thật là khó tin. Những kỷ vật của người mẹ ruột giúp Chas hiểu hơn về bản thân mình. Giờ đây khi tư vấn cho các gia đình nhận con nuôi, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối liên kết với cuộc sống trước đây của trẻ. Rất nhiều người quên rằng những đứa trẻ được nhận nuôi cũng có một cuộc đời trước khi đến với họ. Dù đó là gì chăng nữa, chúng có những câu chuyện riêng của mình. Và đây là câu chuyện của tôi. Giờ tôi có thể đặt ngón tay mình vào đây. Và cho dù mẹ tôi đã qua đời, tôi thực sự chạm được vào mẹ. Không phải theo cách ẩn dụ, mà được chạm vào thực sự. Và rõ ràng đó là một điều vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Việc Thái Lan ra lệnh cấm 3 loại hóa chất nông nghiệp độc hại gặp phải những phản ứng trái chiều từ người lao động và các nhà lập pháp. Ủy ban quốc gia quản lý chất độc hại đã bỏ phiếu đưa chất diệt cỏ glyphosate, paraquat và chất trừ sâu chlorpyrifos vào danh mục những chất bị cấm kể từ ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những người nông dân sẽ phải dùng sản phẩm nào để thay thế những chất hóa học vốn được sử dụng rộng rãi này. Sau đây là tường trình chi tiết. Trong những năm gần đây, lượng thuốc trừ sâu được sử dụng tại Thái Lan đã tăng mạnh, mang đến nguy cơ lớn cho sức khỏe của những người làm nông tại quốc gia này, vốn chiếm 40% lực lượng lao động tại Thái Lan. Trong một động thái nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, chính phủ Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua việc cấm 3 hợp chất, bao gồm glyphosate, thường được biết đến với thương hiệu Roundup, vốn đã bị cấm tại 19 quốc gia. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ, kể cả những đứa trẻ còn đang ở trong bụng mẹ. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã yêu cầu Thái Lan hoãn lệnh cấm, viện lý do lệnh này có thể gây ảnh hưởng đến xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Và nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc diệt cỏ hoàn toàn không gây nguy hại nếu sử dụng đúng cách. Trong khi phần lớn những người lao động giống như Cam Cap Cao nhận biết được mối nguy hiểm liên quan đến các hóa chất độc hại, vẫn còn đó những câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Nếu chính phủ thực sự muốn cấm thì trước hết họ phải đưa ra một giải pháp thay thế an toàn cho chúng tôi. Ai mà muốn mạo hiểm tính mạng cơ chứ? Tôi không muốn mất mạng vì thuốc trừ sâu. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe và khiến tôi phải làm việc nhiều giờ hơn. Chính phủ cần giúp chúng tôi tìm ra một giải pháp thay thế. Đừng chỉ cấm đoán rồi bỏ mặc chúng tôi. Khi mà người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, nhu cầu sử dụng những sản phẩm hữu cơ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào các loại hóa chất, vẫn còn có nhiều lỗ hổng trong việc kiểm soát chất lượng. Dù vậy, rất nhiều người cho rằng đây là một bước đi tích cực nhằm nâng cao sức khỏe cho người nông dân và gia đình của họ. Thứ quan trọng hơn đó chính là kiến thức. Làm thế nào để mang kiến thức đến cho người dân? Trước nhất, chúng tôi muốn làm nông nghiệp truyền thống. Nhưng trong tương lai, nếu chúng tôi có thể giúp những người nông dân trong vùng chuyển sang canh tác nông nghiệp hữu cơ, thì ít nhất chúng tôi cũng sẽ ít phụ thuộc vào hóa chất hơn. Trong khi Thái Lan thực hiện lệnh cấm, nhu cầu tìm kiếm những chất diệt cỏ ít độc hại hơn trong bối cảnh môi trường liên tục thay đổi hiện đang rất cấp bách. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is, see you on the other side, from the movie Downsizing. This film is about an everyday couple who agree to make themselves smaller. They believe that if they are tiny, they can live like wealthy people. Listen for the phrase, see you on the other side. Do you understand that you will undergo the permanent and irreversible medical procedure commonly known as downsizing, and that your bodies will be approximately 0.0364% of their current mass and volume? Nervous? Little. I'll see you on the other side. Love you. So, what do you think see you on the other side means? Is it see you tomorrow or see you in another life? Listen again. Did you have the right answer? Do you understand that you will undergo the permanent and irreversible medical procedure commonly known as downsizing? Nervous? Little. I'll see you on the other side. Love you. See you on the other side means see you in another life. The phrase could mean the people believe they will die. Or they may just mean they will meet again after doing something risky, such as shrinking themselves to 12.5 centimeters. And that's English at the Movies. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.